Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nha quý vị. Thì trong cái bản tin buổi trưa ngày hôm nay quý vị có một thông tin nó rất là thú vị quý vị, rất là vui, là cô Hoàng Kim Dung của mình đó quý vị, đi lên là khai ra những cái đồng bọn là đã đứng phía sau là chỉ huy cô ta làm những cái việc là đi vu khống xuyên tạc hoặc là đi kích động người khác. Đó là cô ta đã khai ra là anh Thám Tử Cung, cô Quỳnh Heo và anh Phong Phân. Đó thì quý vị thấy không, có cái tin rất là vui, cô ta đã lên clip là cô ta đã tự động là khai báo, đó là cô ta là chỉ là bị những cái bọn người này sai khiến làm những cái vụ việc là cung cấp thông tin là muốn tấn công người nào hoặc là tấn công ai thì gửi vô cái group cho cô ta rồi, hoặc là gửi qua tin nhắn cho cô ta là cô ta sẽ đi làm những cái vụ việc này. Thì quý vị thấy rất là nực cười đúng không quý vị? Đó, tự nhiên chơi chung với nhau là bắt đầu bây giờ là lên cấu xé lẫn nhau rồi quý vị ơi. Đó, bắt đầu là cô ta đã khai ra rồi thì quý vị cũng biết đó, thì cô ta khai ra những cái vấn đề này là nhằm cái mục đích gì không? Đó là muốn để là thoát tội đó quý vị. Đó, quý vị thấy cái cô Hoàng Kim Dung này điếm không quý vị? Thấy điếm thật sự không? Đó, lên là bây giờ chủ yếu là mình khai ra những cái đồng bọn trước, để mai mốt cơ quan chức năng người ta có vào điều tra hay không có liên quan gì tới cô ta. Đó là để điều tra những cái bọn mà đứng phía sau chỉ vì cô ta. Cô ta chơi cái chiêu này hay nè quý vị, chơi chiêu mà cầm đèn chạy trước ô tô đó quý vị. Đó, chơi cái chiêu này là những cái bọn mà lương đó quý vị, hoặc là những cái bọn mà gửi tin nhắn cho cô ta hoặc là kêu cô ta làm cái gì đó là chuyến này chết hết trơn rồi quý vị ơi, no hết trơn rồi. Cô ta thẳng thừng lên là nói tố giác những cái bọn này luôn rồi. Quý vị nghĩ rất là nực cười đúng không quý vị? Không biết vì cái lý do gì đúng không quý vị? Vì cái lý do gì mà tự nhiên cái cô ta này đi lên làm cái video là như vậy, là làm cái video là tự động tố giác những cái bọn đó, hay là bây giờ là những cái bọn đó là đã biết được những cái thông tin nào là cơ quan sẽ vào điều tra, hoặc là cơ quan sẽ từ tới đây là cơ quan sẽ vào cuộc hoặc là điều tra những cái bọn này rồi. Thì cô ta mới chơi chiêu đó, hoặc là cô ta muốn là đi cũng như là gợi ý là muốn tố giác những cái bọn này. Cái tin này rất là vui luôn quý vị, cái tin là thông tin là vừa mới nhận được luôn quý vị, là thấy cô ta làm cái clip đó là nhận được cái thông tin là cô ta tự động tố những cái bọn này, tố ba tên này thì rất là vui. Thì sao thấy rất là vui quý vị. Mà tự nhiên thì liên quan tới cái cô Quỳnh Heo ở trong đó đúng quý vị, thì cũng hơi ngạc nhiên nghe quý vị. Có cái sự trợ giúp của cô Quỳnh Heo nữa. Thì thì thời điểm ban đầu đó quý vị biết là cô Quỳnh Heo với anh lang thang đường phố á, là cũng làm chung với nhau, là cô Quỳnh Heo á, thì cũng ghét anh Thám Tử Cung lắm với anh Phong Phân lắm, thì có cũng lên clip á, thì cũng nói về Thám Tử Cung với Phong nhiều lắm. Cũng có gì cũng có kêu anh lang thang lên nói về Thám Tử Cao và Phong nữa, nhưng vì không biết gì tại sao thì anh lang thang nó không biết thôi, không làm được những bọn đó đâu. Thì quý vị nghĩ đi, vì cái lý do gì mà lúc đó thì ghét những cái bọn đó. Thì bây giờ lại khai ra là có cô Quỳnh Heo trong đó đó quý vị. Thì quý vị biết lần này nếu mà khai ra hết thì những cái bọn này xong phim hết quý vị. Như quý vị thấy không, hàng chi anh Phong Phân của mình đó tự nhiên lại là muốn dừng cái drama này là đột ngột. Thì với thằng đệ quý vị, đệ có tên ta là anh bán rau đó, phi thường ăn vậy đó quý vị. Thì nghe những cái thông tin đó là có mướn những cái luật sư để hỏi ý kiến, để hỏi ý kiến là tham khảo ý kiến đó quý vị. Thì cũng như cơ quan chức năng mời đó, thì cũng tham khảo ý kiến. Thì bởi vậy hàng gì quý vị thấy không, hàng chi tự nhiên dựng cái drama, không muốn tham gia cái drama nữa, trong khi thì anh ta đang rất là nổi, view anh ta rất là cao, anh ta làm rất là được, mà tự nhiên anh ta lại dừng đợt một. Thì anh ta đã nắm được cái thông tin là cơ quan chức năng đã sắp sửa vào cuộc, hoặc là mời những cái bọn này, hay là bị trong khi đó thì mời cô Nguyễn Phương Hằng thì vào trong trại T30 đó, thì cơ quan chức năng người ta cũng lấy lời khai, thì cô cũng đã khai ra là có thể là khai ra những cái bọn này. Cô đâu có đụng chạm về tới những cái bọn này đâu quý vị. Lần đầu tiên đó là cô chỉ nói những cái bọn rừng sĩ hoặc là những cái bọn lăng băm thôi, cô đâu có thèm quan tâm tới những cái bọn này làm cái gì. Thì những cái bọn này là những cái người là xúc phạm cô trước đó, đi công kích cô trước đó, đi nói xấu xúc phạm và vu khống cô trước đó. Cái đó là cái điều quan trọng nha quý vị. Thì bắt đầu cô mới khai ra thì những cái bọn này là xúc phạm tôi, đó, cứ phạm tôi thì tôi mới lên tôi nói những cái bọn này đó, rồi thì tiếng này thì no luôn, đúng không quý vị? Đó, thì đợt này thì hết chối cãi rồi quý vị ơi, bằng chứng thì tự nhiên lương với lương cắn nhau luôn rồi quý vị. Nghe thấy bắt đầu là nói chung thì từ từ đây sắp tới thì còn rất là nhiều, có thể là từ những cái bọn nó bắt đầu sẽ cấu xé lẫn nhau để bắt đầu là lấy những cái lợi thế tốt cho mình, thì bắt đầu tao khui mày, mày nói xấu người này là cũng là do mày xúi tao, thì những cái bọn đó nó cũng có giao du với nhau, đúng không quý vị? Nó giao du với nhau thì bắt đầu nó sẽ lưu lại, những cái thông tin đó, nó đâu có ngu mà nó xóa bỏ đâu quý vị, nó cũng như nó nhắn tin qua lại với nhau, cái thông tin này nó có lợi cho nó nên sẽ lưu lại, rồi mốt cơ quan chức năng mời thì bắt đầu nó cắn xé lẫn nhau, rồi thì nó sẽ đưa những cái bằng chứng mà có lợi cho nó đó. Thì những cái người nào mà nói chuyện với nhau mà khờ dại á quý vị, bắt đầu thì sẽ bị dính bẫy thôi, của nhau thôi quý vị. Thì quý vị thấy không, không sợ cái địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu đó. Cái câu nói đúng, rất là đúng cho những cái bọn lương thời điểm này luôn quý vị. Tự nhiên bây giờ nhận được cái thông tin là bọn nó cắn xé lẫn nhau thì rất là vui. Thì mình cũng, em cũng mong cũng chờ đợi thôi, coi cái đợt này anh Thám Tử Cung này đi tới đâu, anh Thám Tử Cung đó mày, coi này đi tới đâu lần đó, bị cô Hoàng Kim Dung chơi xỏ vậy rồi, coi đợt này cơ quan chức năng vào cuộc rồi, coi anh ta đi tới đâu lần, đi thẳng tới đâu lần, chắc đi hút cái T30 luôn quý vị ơi. Nghe thấy là thấy mắc cười rồi đó quý vị, nghe thấy mà liên quan tới anh Thám Tử Cung hoặc là anh Phong Phân là thấy mình thấy vui rồi, là không biết đi xa tới cỡ nào rồi. Thì tại tự hơi ngạc nhiên là có cô Quỳnh Heo trong đó, thì thời gian là cô Quỳnh Heo là đi lên chỉ trích người này, bây giờ sao không biết là có cô Quỳnh Heo tiếp tay nữa quý vị, chắc là cũng đi năng, lúc đó thì quay xe đó quý vị, chắc cũng năng nỉ những cái bọn này cho chơi chung, rồi bây giờ thì chung phe chung đảng với nhau, thì rồi bây giờ thì bắt đầu bị khui ra hết, chuyến này là đi xa hết rồi. Thì nói chung thì bây giờ bọn nó rất là lùm xùm rồi. Tại vì đợt rồi quý vị thấy không, cơ quan chức năng mời rất là nhiều bọn lương, mời rất là nhiều người đó, rồi bắt đầu thì những cái bọn lương bắt đầu lo sợ, thì người nào sợ trước thì người đó chết trước, người nào gan lì chút xíu rồi sống hơi lâu chút xíu, sợ quá lên khai để tìm con đường sống riêng mọi vị. Thì đó, như ý định luôn cô Hoàng Kim Dung chạy lên làm clip liền, công khai liền, tôi không có liên quan tới vụ việc. Có những cái vụ việc đó thì Thám Tử Cung, anh Phong Phân hay cô Quỳnh Heo là người chỉ đạo cho tôi, gửi những cái tin nhắn cho tôi là kêu tôi tới kích động người này hoặc là kêu tôi kích động người kia đó. Thì cái vụ việc đó, thì bắt đầu nó đã nóng, đã căng rồi. Thì đợt này thì quý vị biết đó, không có đường nào mà chối cãi, tại vì cái bằng chứng mà những người đó làm như thế nào thì người ta sẽ lưu lại đó, thì cơ quan chức năng người ta sẽ lưu lại, rồi người ta phải vào cuộc, người ta sẽ điều tra đó, người ta sẽ làm rõ những cái vụ việc tại sao là như vậy. Thì tại cái gọi là những người này là chuyên đi vu khống xuyên tạc mà quý vị đó, thì đi vu khống xuyên tạc cho những người khác hoặc là vu khống xuyên tạc. Quý vị thấy không, từ lúc mà cô Sơn ở trong chạy T30 đó thì rất là nhiều những cái thông tin đó là những cái bọn này đưa lên, như là Thám Tử Cung đó quý vị, đưa lên phân tích. Đưa lên là phân tích như thế này, phân tích là ở trong trại như thế này, hoặc là phân tích ăn uống ra sao, có thể là vô trong trại T30 là chụp là những cái khung ảnh khung hình đó, rồi phân tích đúng từng chi từng tiết một. Thì lúc đợt này đó thì cũng thể là cho anh Thám Tử Cung vô trỏng để chụp luôn, hoặc là ở trong trỏng luôn nha quý vị, tại vì tội phạm mà, đã từng là một tội phạm rồi, đụng chết người rồi, nhận án treo rồi đó, được hưởng án treo đó, mà còn không biết hối cãi thì đi lên đi xuyên tạc, đi vu khống người khác. Thì đợt này thì cho ở trỏng thì cải tạo luôn, biết cải tạo được không quý vị, có cho được cải tạo không, hay ở trỏng được phán quyết được bao lâu nữa nè. Đó, thì nói chung thì cái thông tin thì em cũng nhận được có bấy nhiêu thôi, thì em cũng lên em chia sẻ cho quý vị biết đó. Thì thôi video thì em cũng kết thúc video tại đây. Thì quý vị thì có xem kênh của em thì cũng nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nha quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em thì mắc đại sức rất là nhiều, nên quý vị thì có xem kênh của em thì cũng nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em, để kênh em nó còn phát triển hơn, để em còn động lực em làm những cái video hay hơn cho quý vị xem. Thì bây giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị ạ. Bye bye.